Trong video ngày hôm nay, Ngọc sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm có chứa retinol. Và cái sản phẩm này phải nói là với những cái năm 2020 thì sản phẩm này rất là đình đám và hot. Và hot qua một cái tài khoản YouTube của bà Lily. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc. Nhưng mà nhắc đến đây thì các bạn có lẽ đã đoán được ra sản phẩm nào rồi đúng không? Đó chính là sản phẩm A313 có chứa retinol. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu với nhau cái sản phẩm này như thế nào nhé. Phải nói là cái sản phẩm này vào năm 2020, đó chính là năm ngoái, sản phẩm này rất là hot và đình đám. Và được biết qua cái tài khoản của bà Lily, và mình cũng rất ngưỡng mộ cái làn da của bà ấy. Tuy rằng là hơn 60 tuổi và gần 70 tuổi rồi, nhưng mà bà có một làn da rất là đẹp. Phải nói là đẹp hơn cả thời con gái luôn. Phải nói là những bạn mà độ tuổi 20 hoặc là hơn 20 chưa chắc là bạn đã có một làn da đẹp như bà đấy đâu. Và bà cũng đã sử dụng cái sản phẩm này một thời gian rất là dài, cho nên là bà mới có được cái làn da căng bóng như vậy. Đó chính là nhờ cái sản phẩm kem A313 này. Và cảm nhận đầu tiên khi mà Ngọc cầm cái sản phẩm A313 này, đó chính là cảm giác nó giống như một tuýp kem đánh răng. Và cái trọng lượng tương đối là to này. Và những cái sản phẩm mà thuộc hạ dòng thuốc thì các bạn sẽ biết là về cái thiết kế nó không quá màu mè, rất là đơn giản và cảm nhận như một tuýp kem đánh răng. Và xuất xứ của sản phẩm này là đến từ Pháp, cái thương hiệu Pharma, cái thương hiệu này cũng khá là nổi tiếng và có rất nhiều sản phẩm trong cái lĩnh vực làm đẹp. Về cái thành phần của sản phẩm này thì cũng khá là đơn giản. Tổng quan về thành phần thì chủ yếu là về ester của vitamin A và có chứa hàm lượng là 200.000 đơn vị của axit retinoic, thì nó tương đương tính ra vào khoảng là 0,12% hàm lượng retinol. Cho nên là với cái hàm lượng này thì rất là thấp. Thì đối với bạn nào chưa từng sử dụng retinol thì các bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm này để chúng ta có thể sử dụng vào ban đầu. Nó sẽ hạn chế được cái vấn đề là kích ứng hoặc là bong da, đỏ da khi các bạn sử dụng những nhóm của sản phẩm vitamin A. Cái chất kem của sản phẩm này thì cái chất phải nói là đầu tiên đó chính là chất kem dạng mỡ. Chính xác thì nó giống như là một dạng thuốc mỡ, các bạn tưởng tượng giống như là thuốc mỡ chăm mắt của các bạn ấy, thì cái chất kem của nó gần tương tự như vậy. Khi mà cảm nhận bôi trên da, các bạn sẽ thấy là nó rất là lâu thấm này, và đúng như là các bạn bôi thuốc mỡ luôn. Và cái cảm nhận thứ hai đó là khi các bạn mới bôi lên thì nó sẽ hơi nóng một chút. Tuy nhiên thì cái cảm giác nóng này thì nó sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Và Ngọc cũng đã thử qua sản phẩm này là một tuần, và chính xác là đúng 3 lần Ngọc đã sử dụng. Bởi vì mình cũng muốn sử dụng và đưa ra cái trải nghiệm nó khách quan nhất cho các bạn. Phải nói là cái chất kem dạng mỡ như này, nếu như bạn nào mà bôi, nhất là giai đoạn mùa hè mà các bạn bôi, thì chắc chắn là mặt các bạn như một chảo dầu và nặng, rất là nặng mặt. Khuyến cáo là các bạn, nếu như những bạn nào có làn da dầu thì các bạn không nên sử dụng. Mình nghĩ rằng là cái sản phẩm này sẽ phù hợp cho với những bạn nào có làn da phải cực kỳ là khô, và những chị em khoảng giai đoạn khoảng từ 40 hoặc là 50 mà làn da cực khô và lão hóa thì những chị em có thể lựa chọn cái sản phẩm này được. Còn đối với những bạn da dầu thì các bạn tuyệt đối là đừng nên lựa chọn cái sản phẩm này, bởi vì nó sẽ làm cho các bạn bít tắc rất là kinh khủng và dễ bị lên mụn. Và bản thân Ngọc cũng đã đang phải gánh cái hậu quả là mình trải nghiệm cái sản phẩm này cho nên là có bị lên mụn. Và mình bắt đầu cảm thấy là mụn nó bùng phát, kiểu như là bị bít tắc dưới da quá, bị sần rất là nhiều. Và các bạn nên để ý là ở trên cái tuýp kem này thì người ta có đánh dấu ô vuông đỏ ở đây là không dành cho phụ nữ có thai. Thì các bạn lưu ý là với cái sản phẩm này, phụ nữ có thai hoặc là những bạn mà đang giai đoạn cho con bú, đang chuẩn bị mang thai, thì các bạn cũng không nên sử dụng sản phẩm này nhé. Tổng kết lại trong video ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là đối với cái sản phẩm có hàm lượng khoảng 0,12% retinol thì nó rất là thấp, và để chúng ta có thể thấy được cái hiệu quả của nó thì phải sử dụng trong một thời gian rất là dài, thì các bạn có thể cảm nhận được cái hiệu quả của sản phẩm. Và thứ hai đó là những bạn nào có làn da dầu mụn thì các bạn không nên lựa chọn cái sản phẩm này. Đối với bạn nào có làn da rất là khô và các bạn chưa sử dụng retinol bao giờ thì các bạn có thể lựa chọn cái kem A313 này được, để chúng ta có thể cảm nhận. Và cái sản phẩm này nó dự thấm cực kỳ lâu, cho nên nếu như bạn nào bôi nhiều thì chắc chắn là hầu như là chúng ta sẽ phải lau bớt đi lại để cho cái sản phẩm nó không bị bóng nhờn ở trên da. Thì đến đây video của Ngọc kết thúc rồi. Ở những video tiếp theo, Ngọc sẽ review với bạn một số những sản phẩm khác nữa. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngọc. Xin chào tất cả các bạn ở những video sau.